Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đứng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và ý quyền Đứng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, Đứng bà sinh ra sẽ được gọi là Đứng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabel chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ truyền tin. Đây là dịp để chúng ta cảm nghiệm và cảm nhận về biến cố Thiên Chúa ngỏ lời với con người. Thiên sứ đã đến gặp một thôn nữ tại làng quê Nazareth tên là Maria, đã đến hôn với một người tên là Giuse. Ban đầu, trinh nữ Maria đã vô cùng sửng sốt, đã vô cùng ngỡ ngàng trước lời ngỏ của sứ thần. Bởi vì Maria chưa hiểu được những gì Thiên Chúa muốn nói. Việc ấy sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Đức Maria chưa hiểu việc nhập thể sẽ như thế nào, và làm sao mẹ có thể sinh con khi đã khấn giữ mình độc chinh và không biết đến người nam. Nhưng sứ thần đã trấn an: Bà đừng lo, tất cả mọi việc đều do quyền năng Thiên Chúa, và Thiên Chúa có lệnh có thể làm được tất cả. Elizabeth đã già rồi, nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho bà có con. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được, quan trọng là bà có đồng ý hay không. Đức Maria đã nói lời xin vâng. Kể từ giây phút đó, mẹ Maria đã thật sự để cho con Thiên Chúa được nhập thể vào cung lòng của mẹ. Mẹ đã thưa tiếng xin vâng: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi những điều mà Chúa muốn. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và chính thức trở thành mẹ Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, khi nói lời xin vâng, Đức Maria bắt đầu đi vào một cuộc phiêu lưu. Phiêu lưu bởi vì mẹ sẽ phải đối diện và đáp trả lại với những điều mà mẹ chưa biết trong đời.
mẹ phải đối diện và trả lời với Thánh Giuse như thế nào về việc mình đã mang thai. Mẹ phải đối diện với bản án ném đá trong xã hội Do Thái thời bấy giờ về việc mình chưa chọn đã chữa. Mẹ phải đối diện với những nỗi đau mà mẹ sẽ phải gặp trong đời. Chắc chắn rằng biết bao nhiêu trái ngang, biết bao nhiêu những khó khăn và thử thách khi mẹ thưa lời xin vâng. Chúng ta thấy phía sau lời xin vâng của mẹ Maria là một chặng đường đầy gian khổ, là một chặng đường đầy chông gai, đầy thử thách. Tuy nhiên, Đức Maria đã không nhắm mắt để bước đi trên con đường đó, nhưng mẹ hoàn toàn phó mình, tin tưởng vào Chúa. Mẹ hoàn toàn cộng tác vào thánh ý của Chúa. Mẹ xin vâng không phải vì mẹ thấy rõ con đường Chúa muốn, nhưng là xin vâng để được Chúa dẫn dắt, dẫn đi theo thánh ý của Chúa. Mẹ yên tâm không phải vì mình đã làm chủ được tương lai, nhưng vì mẹ tin rằng tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Nhờ hai tiếng xin vâng của mẹ Maria, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời nhân loại, đã trở nên căn nguyên của ơn cứu độ cho con người. Và cũng từ hai tiếng xin vâng ấy, thế giới được sống lại, được cứu độ, được thứ tha tội lỗi nhờ cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Đấng cứu thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mừng lễ truyền tin hôm nay cũng là ngày mừng bổn mạng của hội trưởng nữ và Benzio Lesio nhận lễ truyền tin làm bổn mạng. Xin cho tất cả các thành viên của hội trưởng nữ cũng như các thành viên của hội Lesio nhận bổn mạng truyền tin hôm nay, và tất cả chúng ta không chỉ mừng biến cố con Thiên Chúa nhập thể vào cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, nhưng tất cả chúng ta hãy nhìn vào Đức Maria trong biến cố này để nhìn thấy ý nghĩa và cảm nghiệm sâu xa ân sủng từ biến cố truyền tin mang lại. Thiên Chúa bằng nhiều lần, nhiều cách trong đời, Chúa muốn đến với mọi người chúng ta và Chúa muốn mời gọi từng người chúng ta. Chúa muốn đến ở với chúng ta và Ngài muốn ngự vào tâm hồn chúng ta. Cái chính yếu là chúng ta có mở lòng để đáp trả, có mở lòng để đón nhận, có mở lòng để cộng tác với ơn Chúa hay không. Mọi người chúng ta hãy chân thành nhìn vào sâu thẳm cõi lòng chúng ta, hãy bốc trần những suy nghĩ, tính toán, hãy vạch mặt những điều dối lòng để chúng ta tự trả lời với bản thân: tâm hồn của tôi có đang còn chỗ cho Chúa hay không? Tâm hồn của tôi có đang xứng đáng để cho Chúa ngự vào hay không? Chắc chắn rằng mọi biến cố trong cuộc đời chúng ta đều cho chúng ta cảm nghiệm về Chúa. Xin cho mọi người chúng ta biết chuẩn tự bị tâm hồn của chúng ta để cho Chúa ngự vào, một tâm hồn luôn được tô điểm bằng sự trong sạch, một tâm hồn luôn luôn được tô điểm bằng các nhân đức, bằng sự khiêm tốn, hiền lành và thánh thiện, một tâm hồn luôn được tô điểm bằng sự khoản đại, xả kỷ, phục vụ và vị tha, để đứng trước những biến cố trong cuộc đời, cho dù có những khó khăn, cho dù có những vấp ngã, cho dù có những thử thách trong gai, thì chúng ta cũng nhận ra thánh ý Chúa và thưa tiếng xin